có một cái miếu của ông Tà để mà mọi người dân địa phương ở đây người ta cúng. Dạ, nó không khỏi đầu của mình ha. Không, không khỏi, nhưng mà giờ nếu múc lên là nước ở dưới nó trào lên vậy đó. Tự nhiên mình múc lên là trào lên. Múc lấy cụ bè mình múc nó như bơm khô là không thể khô được. Không thể khô được. Không thể. Dạ. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục theo cái hành trình của mình. Bùi Hồ sẽ cùng cô bác quý anh chị đi tìm đến một cái ao nước mà không bao giờ cạn, và đặc biệt nó trải qua rất là nhiều đời rồi. Và Bùi Hồ tìm đến một nơi đây để nghe lời kể của người dân về cái ao nước này. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Chú đi đồng hả chú? Chú ơi, con nghe nói ở trong đó có một cái ao nước là không bao giờ cạn hả chú hả? Chỗ ao nước chỗ miếu ông Tà. Chỗ miếu đó. Dạ. Chạy vô trong ấy có cái đường qua đó đó. Dạ. Được lắm, xe bốn bánh đi được á. Dạ. Đất đó là thuộc của ai ha chú ha? Của hồi đó là của ông Năm Nhã. Dạ. Bằng đó thì dòng khu vực cái đất của ông không à. Dạ, bây giờ mình có thể chạy xe vô đó được luôn. Được, bình thường xe bốn bánh chạy tới trống luôn. Tới dạ. Miếu luôn. Dạ, mùa nắng thì nó cũng không hết nước hả chú? Không. Mùa nắng nó còn nước khoảng nhiều nước rồi nè. Dạ. Nó cái nước nó giật xuống thôi nhưng mà không hết. Giật xuống không hết. Dạ. Nước hoài vậy đó. Dạ, người dân mình ở đây thì người ta có thường sử dụng nước đó để làm gì không chú? Không. Vì bây giờ dân mình ở đây là xài nước cây rồi. Dạ. Nó không vô để xài nước đó mà người ở trong đó xài nước đó. Ở trong đó hiện giờ có người? Không. Lâu lâu tới lúa làm lúa mới có người. Dạ. Uống nước thì uống nước lọc, bình lọc. Dạ. Còn nước cái đó là xài như rửa chén, tắm rửa bình thường. À, theo chia sẻ của chú Tư Sự đó thì ao nước này thì chắc là trước đây người ta sử dụng để mà mọi cái sinh hoạt và của người dân ở trong đây. Thì bây giờ Bùi Hồ đến đây cũng vào thời gian là khoảng buổi chiều. Cái ao nước đó thì nằm ở giữa cánh đồng. Đường, cái con đường đất này gọi là đường đất nhưng mà bề ngang nó cũng 3-4 mét. Xe hai bánh cũng có thể vô được ở trong này. Bây giờ thì đi một mình không có biết cái gì để mà nói, mong là gặp được mọi người dân ở đây, những người canh tác trên những cái mảnh ruộng này, cùng chia sẻ cho Bùi Hồ cũng như là cô bác quý anh chị biết về cái giếng nước này. Tại vì cái thời gian này thì ở các tỉnh như là Tiền Giang, Bến Tre ngập mặn rất là nhiều, rất là cần nước ngọt. Riêng ở cái vùng đất An Giang thì có những cái giếng nước không bao giờ cạn, nên Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị xem. Bùi Hồ nhìn xa xa thì thấy ở đằng đó có một chồm cây và một cái miếu ông Tà. Nghe mọi người nói là miếu ông Tà có cũng thờ cái giếng nước đó. Tiếp tục chạy vô đây để xem sao. Giữa đồng thì có một cái giếng nước thì cũng cung cấp nước được cho nhiều người sử dụng, thì đó cũng coi như là một may mắn. Ồ, ở đây người ta đây đã đến cái nơi này cô bác quý anh chị. Ở đây thì có những cái gặn dừa rất là mát. Đây. Đây là những cái ba cây dừa ở một cái giữa cái cánh đồng như thế này. Có một cái vùng đất trống này khoảng 100 mét vuông. Đó, ở trên đây thì người ta có thể cất một cái nhà để ta nghỉ mát vào buổi trưa. Ở đây có những cái cây. Đó. Và đây là cây giếng nước này Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị. Đây. Hôm qua thì có một trận mưa nên nó đất này nó còn vẫn còn ướt, và đường kính của cái giếng nước này á thì nó không lớn lắm. Nó khoảng bằng một cái ao để mình cũng có thể nuôi cá. Mọi người truyền tay nhau thì cái giếng nước này đã có rất là lâu đời và đặc biệt là không bao giờ cạn. Đây, Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì hỏi người dân thì
giếng nước này tồn tại khoảng cả trăm năm. Đây là người ta lấy nước, mọi người lấy nước đây sử dụng nè. Không biết giếng này sâu bao nhiêu. Đây là toàn cảnh về cái vùng đất. Có một cái miếu của ông Tà để mà mọi người dân địa phương ở đây người ta cúng. Đó. Để mong một cái mùa vụ bội thu làm ăn thuận lợi trong cái công việc của mình. Đó, thì theo mọi người chia sẻ thì cái giếng nước này sau khi có xong thì vì cái sự linh thiêng nên người ta lập lên nên một cái miễu để thờ cúng, cầu mong cho một năm thuận lợi, mưa thuận gió hòa, làm ăn thì được bội thu. Ở trong cái khuôn viên này thì rất là mát. Đáng tiếc là giờ này thì không có người để mà Bùi Hồ có thể hỏi trực tiếp về cái độ sâu của cái giếng nước nè, rồi về lâu đời đất này có từ bao giờ, cái giếng này đã có từ bao giờ. Có ở đằng kia có cô các chú làm ở xa xa đằng kia. Ô đây có một cái nhà vệ sinh mọi người cắt lên luôn. Cũng may mắn là Bùi Hồ đến đây vào dịp buổi chiều. Mọi người thì đi ra đồng để mà xịt thuốc cho lúa. Thì có gặp anh này ở đằng từ xa xa. Lúc nãy thì Bùi Hồ quay thì không có ai cả, nên có gặp anh này từ xa xa và nhờ ảnh giới thiệu cho mọi người biết về cái giếng nước này. Tại vì ảnh cũng là dân ở địa phương ở đây, nên thành nữ là anh nó sẽ gành hơn về tất cả mọi thứ. Nên mong anh sẽ cung cấp được nhiều thông tin tin bổ ích cho mọi người, cô bác quý anh chị xem kênh nha. Quay phim vụ về vụ giếng nước này hả? Dạ. Giờ hỏi là về sự tích hồi đó nó nguyên nhân sao không? Dạ. Thì diện tích này hồi đó là ở đây là cũng như là đồng bà con người ta mằng lúa mùa, kể như là tá điền hồi trước á. Rồi cái đây qua tới bên Phú An bển á, người ta không có nước. Đồng nó không có nước khô tháng hai tháng ba không có nước, bà con tá điền người ta mới gái ở cái cục đất này. Đào được một cái mạch nước, cái giếng nước là để rằng mà cho người ta xây xài, người ta sinh sống ở đây á. Rồi đào lên sau đào được cái giếng nước này rồi bắt đầu mới lập cái miễu thờ ông Tà từ đó tới giờ luôn. Là nó có được bao lâu rồi chào hồi còn cầu nghỉ á. Có dạ, một cái rất là lâu rồi ha. Lâu miếu lắm của Tà. Có nghĩa là nguyên cái vùng đất này. Nguyên cái vùng đất này luôn là hồi đó chưa có này, nó đây qua tới bên Phú An bển là không có bờ kinh bờ bọng gì chứ luôn, nó có đồng quan du nó lớn lắm. Người ta làm bằng lúa mùa á. Rồi cái như là đìa cái nó khô đáy nó không có nước. Cái bà con sống ở đây á, nghĩa là cái bờ kinh này rồi đó đức ông chưa đào nữa. Dạ. Rồi bắt đầu không có nước để ta dùng ở trong đồng. Rồi cái tá điền ổng mới giái cục đất này cho xin đào được cái mạch nước. Ông tá điền đó anh có nghe kể là ai không? Là ông già của ông chủ đất này, là ông Ba Sử á. Ông già của ông Ba Sử là ông Hai Nhận á. Dạ. Hồi trước ông nội của ông Ba Nhận là ông già Ba Nhận Hai Nhận đó là ông mới đào được lên được cái mạch nước này. Và cái độ sâu của cái mạch nước ở dưới này là nó, cái ao này 2m 3m à, mà nhưng bây giờ chắc nó cạn cỡ khoảng cổ mình à. Dạ, nó không khỏi đầu của mình ha. Không, không khỏi, nhưng mà giờ nếu múc lên là nước ở dưới nó trào lên vậy đó. Tự nhiên mình múc lên là trào lên. Múc lấy cụ bè múc nó bơm khô là không thể khô được. Không thể khô được. Không thể. Dạ. Lúc đó thì anh biết thì cái về cái đường kính của cái ao nước này thì nó có lớn giống vậy không? Nó cũng vậy hoài vậy đó, nó cũng không có lở thêm mà nó cũng không có nhỏ lở, nó cũng vậy đó. Dạ. Nó thì đó giờ hình thành là nó vậy đó. Rồi cái chủ đất này nè, người ta mới tôn thờ, rồi bắt đầu người ta mới be ta giữ gìn giữ nó vậy hoài đó. Rồi đằng đó cũng có cái địa mội nữa. Dạ. Sau này đào được bịch nước cái chỗ đó, cái ta vét cái đìa nó lên bịch nước nữa. Bà con ở đây ta sống như là mằng ruộng gãy ta xúm ở đây ta xách nước ta uống. Anh ở đây thì nước này thì mình có thể uống được luôn hả? Bình dùng bình thường, nhưng mà hiện bây giờ là cái như ruộng gãy rồi này kia đó, ta mằng ruộng đó không thể uống được, bởi vì cái nghĩa nước nó vô ra. Dạ dạ. Ôi. Con xin phép ông Tà đây cho con quay một cái. Dạ, tại nãy cái thước phim lúc nãy nó bị mờ. Dạ. Cái em thấy máy em nó bị nóng đó. Rồi là hiện nay thì cái giếng nước này anh đã biết đã tồn tại được, cái ao nước này đã tồn tại được bao nhiêu nếu năm không? Nếu mà cái nghĩa là tôi không hiểu được thì cái đời tôi năm nay là tôi 52 tuổi rồi đó. Dạ. Thì tôi không biết nó hình thành hồi cái lúc đó đào, hồi lúc trước kia là hồi chắc có thể trước năm 80. Dạ.
là chào còn chiến tranh, chào còn ngoại đó. Rồi kiểu như cái tá điền ta lên đây ta mằng là mằng gò mằng lúa mùa á, rồi bắt đầu kiểu như cái tháng 2, tháng 3 cái đìa cạn khô nước hết đi. Dạ. Rồi ở đây ta có chạy ta không có nước dùng. Cái bắt đầu ông chủ đất này ông mới giấy là đất đai ở đây ông tà trong đồng xin đào được cái giếng nước để mà xây xài phục vụ cho bà con vòng vòng đây, ta trồng dưa trồng gãy rồi vòng vòng đây vậy đó. Thì anh ở đây anh có thường khi mà xịt thuốc hay là làm ruộng xong thì anh có thường lên đây sử dụng cái giếng không, này không? Không, cái giếng này ít có ai mà xịt thuốc mà lại đây tắm không, rửa gì lắm. Ít xịt nước rồi xong mình có lại đây mình tắm thôi không? Không, không ai dám lại tắm đâu. Dạ. Không ai dám lại tắm hết. Cũng như là có khi mình lại rửa tay rồi này kia, đi thăm lúa rồi dò cẳng đất cát rồi kia thì có lại rửa, chứ còn kiểu như đương không mà xịt thuốc rồi này kia là phóng xuống đây là không dám. Dạ. Nó thật sự là vì bị đây có tôn thờ ông bà, ông tà trong đồng chứ bà chú xứ lớn lắm. Ở đây kia bà chú xứ ở đây thì ông tà lớn lắm, không ai dám làm bậy đâu. Dạ thì người ta vẫn tôn kính ha. Tôn kính. Dạ. Ta gìn giữ dữ lắm chứ không có như không ai dám có một lại cái đây chú đi xin quanh đây của không có bao giờ có mọi người bậy bạ cho dân địa phương ở đây người ta tất cả người dân ở đây. Dạ. Chứ không phải nói riêng gì cũng chủ đất ha, người ta biết rồi ta gìn giữ. Như khi nhiều khi mình đi kẹt cũng xuống múc nước uống. Với lại nơi đây thì em thấy ở nơi đây là trồng có những cái hàng dừa rất là mát, mình có thể sau khi mà mình đi mệt mỏi thì mình vô đây mình nghỉ ngơi. Chủ dừa thì cứ nghĩ như có học sinh rồi này kia nó vô chơi nó phá thôi, chứ còn chủ nhà ta hưởng. Dạ. Chủ nhà ta trồng ta. Và cái vùng đất này là cái giếng nước này thì cái người ông chú tá điền đó là đào bây giờ vẫn là con người con sở hữu cái mảnh đất này. Đúng rồi con sở hữu. Dạ. Người con thứ năm. Dạ. Thì anh có thể cho em biết về cái sự miếu ông tà, miếu ông tà đó không? Miếu ông tà này thì khi đào giếng nước này đã xong á. Dạ. Thì là người ta mới xây lên cái miếu này, người ta thập là thành lập người ta là thờ ông tà tới bây giờ luôn, bởi vì hồi lúc mà ta khởi công ta đào á ta giấy. Dạ. Giấy khi đào được rồi ta lập miếu ta thờ luôn tới giờ luôn vậy đó. Dạ. Hồi xây hồi lúc mà thành công tới giờ luôn. Dạ. Đào cái giếng này xong rồi ta xây cái miếu lên thờ luôn xong tới giờ. Mình có thường vô miếu ông tà để mình cầu cho năm đó làm ăn bội thu được không? Có anh? Cho con, nhiều khi mình cũng đi vô đi ra bình thường, mình thắp nhang, mình cúng ổng, mình giái chuột bò, đừng phá lúa trúng rồi này kia thì đó bình thường. Dạ. Nó không có gì hết. Dạ. Dạ thôi thì theo chia sẻ của anh đó thì biết được về cái độ sâu cũng như là cái đường kính của cái ao nước này từ đó giờ nó như vậy. Và may mắn thì nước nó không bao giờ cạn để cung cấp nước cho mọi người dân ở đây. Thì Bùi Hồ muốn quay lên cho cô bác quý anh chị để biết được cái giếng nước nó không bao giờ cạn ở ngay giữa đồng ở cánh đồng như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị nha.